Chào các em đã quay trở lại với loạt bài giảng bằng sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 12. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu. Ở video lần trước chúng ta đã sơ đồ hóa kiến thức về tác giả, tác phẩm và hai đoạn thơ đầu. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em sơ đồ hóa kiến thức hai đoạn thơ quan trọng còn lại. Đó là đoạn thơ miêu tả về bức tranh Tứ Bình và đoạn thơ nói về khí thế ra trận của quân dân Việt Bắc. Sau đây, mời các em cùng bắt đầu theo dõi. Đầu tiên là đoạn thơ miêu tả bức tranh bốn mùa Việt Bắc. Về văn bản thơ, các em có thể theo dõi trên màn hình. Về nội dung, ở đoạn thơ này, các em nắm cho thầy hai ý lớn. Ý thứ nhất là lời ướm hỏi của người về, thể hiện ở hai câu thơ đầu. Và ý thứ hai là bức tranh bốn mùa của thiên nhiên và con người Việt Bắc, thể hiện ở 8 câu thơ sau. Ở ý lớn thứ nhất, lời ướm hỏi của người về, thì chúng ta có thể thấy lời ướm hỏi ở đây không nhằm mục đích để hỏi, mà nó chỉ là một cái cớ để người về xuôi khẳng định nỗi nhớ sâu nặng của mình. Ta về ta nhớ những hoa cùng người. Có hai hình ảnh mang tính chất biểu tượng mà các em cần tập trung phân tích, đó là hoa và người. Hoa là hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Bắc. Người ở đây là con người Việt Bắc đáng quý đáng yêu, hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp con người Việt Nam trong kháng chiến. Như vậy, ở ngay hai câu thơ đầu tiên, người ra đi đã thể hiện nỗi nhớ của mình về vẻ đẹp của thiên nhiên và của con người Việt Bắc. Ở ý lớn thứ hai, bức tranh bốn mùa, thì các em có thể chia nhỏ thành bốn luận điểm theo tên gọi của từng mùa, đó là mùa đông, mùa xuân, mùa hạ và mùa thu. Trong mỗi mùa như vậy, ta lại chia thành hai ý nhỏ hơn, đó là thiên nhiên và con người. Đầu tiên là bức tranh mùa đông được thể hiện qua hai câu thơ: rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh giao gài thắt lưng. Về thiên nhiên mùa đông, các em có thể chú ý hai hình ảnh là rừng xanh và hoa chuối đỏ. Mùa đông thì thường gợi cho ta hình dung về sự tàn lụi và lạnh lẽo. Tuy nhiên, với hai gam màu xanh và đỏ này, mùa đông Việt Bắc lại trở nên tràn đầy sức sống và ấm áp, tươi vui. Gắn với thiên nhiên mùa đông đầy sinh lực ấy là con người Việt Bắc khỏe khoắn, đang làm nương phát rẫy. Hình ảnh nắng ánh một lần nữa phá tan cái lạnh lẽo, âm u, làm cho không gian bừng sáng. Tiếp theo là bức tranh mùa xuân, ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. Nếu thiên nhiên mùa đông được miêu tả với hai gam màu xanh và đỏ, thì thiên nhiên mùa xuân được đặc trưng bởi một màu hoa mơ nở trắng. Ở đây các em chú ý đến cụm từ trắng rừng. Trắng vốn là một tính từ, nhưng trong cụm từ trắng rừng, ta lại có cảm giác nó giống như một động từ, chỉ sự vận động mạnh mẽ, đều khắp, nhất loạt của thiên nhiên Việt Bắc khi mùa xuân đến. Gắn với thiên nhiên của mùa xuân tươi đẹp tinh khôi là hình ảnh con người Việt Bắc đang trau chuốt, cần cù làm ra cái đẹp. Như vậy là cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp của con người được miêu tả song hành. Nếu màu trắng hoa mơ là sự chắt lọc những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, thì những chiếc nón lá giang cũng là sản phẩm của sự chắt lọc trau chuốt tỉ mỉ của con người. Ý lớn thứ ba là bức tranh mùa hè được miêu tả ở hai câu thơ: ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Về thiên nhiên, mùa hè được miêu tả với hai dấu hiệu: thứ nhất là âm thanh của tiếng ve, và thứ hai là màu vàng của rừng phách. Đặc biệt với cách diễn đạt ve kêu rồi đến rừng phách đổ vàng, cho ta cái cảm giác rằng tiếng ve đã trở thành một nhân tố mang tính kích hoạt. Khi bản hòa tấu tiếng ve ngân lên thì cũng là lúc cả rừng phách nhất loạt ngả sang màu vàng rực rỡ, lộng lẫy. Thêm nữa, từ đổ trong cụm từ đổ vàng cũng gợi những liên tưởng đa chiều. Nó có thể có nghĩa là rừng hoa phách nở vàng. Nó cũng có thể hiểu là những cánh hoa rơi xuống phủ vàng mặt đất. Nó cũng có thể cho ta hình dung về một thế lực siêu nhiên nào đó từ trên cao đang úp chụp cả một khối màu sắc khổng lồ xuống cánh rừng Việt Bắc, khiến màu sắc bị biến đổi một cách vô cùng mau lẹ, bất ngờ và đều khắp. Trên khung nền của mùa hè rực rỡ là hình ảnh cô em gái hái măng. Mùa hè, mùa của sức sống căng tràn, mùa của sắc màu rực rỡ, nên việc tác giả lựa chọn hình ảnh cô gái Việt Bắc làm điểm nhấn cho bức tranh thiên nhiên cũng là điều dễ hiểu. Và hình như mỗi công việc mà tác giả lựa chọn để miêu tả,
đó chính là công việc đặc trưng gắn với từng mùa của con người Việt Bắc. Mùa đông phát nương phát rậy, mùa xuân chuốt sợi đan nón lá giang, và mùa hè thì đi hái măng rừng. Sau bức tranh mùa đông, mùa xuân và mùa hè thì cuối cùng chúng ta đến với bức tranh mùa thu. Qua hai câu thơ Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Về thiên nhiên, bức tranh mùa thu có sự chuyển đổi từ ngày sang đêm. Và thay vì đi vào miêu tả màu sắc của núi rừng như các mùa trước, thì ở đây tác giả đã dựng lên trước mắt người đọc khung cảnh của một đêm trăng thanh bình thơ mộng. Chỉ một chữ rọi, câu thơ đã gợi ra được hình ảnh rừng cây, núi đá, khe suối, bản làng Việt Bắc như đang phơi trại, tắm mình dưới vầng trăng trong ngần trên bầu trời bát ngát. Gắn với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng đó là âm thanh của tiếng hát ân tình thủy chung. Câu thơ gợi lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Bắc. Ai là đại từ phiếm chỉ, gợi lên bao hoài niệm bâng khuâng. Tiếng hát ân tình thủy chung là tiếng lòng của con người Việt Bắc, muôn đời hết lòng với cách mạng, với kháng chiến, trước sau không hề thay đổi. Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản của đoạn thơ về bức tranh Tứ Bình đã được thầy sơ đồ hóa. Các em có thể tham khảo các bài giảng chi tiết trước đây để hoàn thiện thêm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào đoạn thơ quan trọng cuối cùng. Đó là đoạn thơ miêu tả về khí thế hành quân ra trận của quân dân Việt Bắc. Về văn bản thơ, các em có thể theo dõi trên màn hình. Về nội dung, ở đoạn thơ này, các em cần nắm cho thầy 3 ý lớn. Ý thứ nhất là bức tranh toàn cảnh. Ý thứ hai là khí thế xuất quân. Và ý thứ ba là niềm vui chiến thắng. Ở ý thứ nhất, bức tranh toàn cảnh thể hiện qua hai câu thơ đầu: những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung. Thì các em có thể nắm cho thầy 3 yếu tố: thứ nhất là không gian, thứ hai là thời gian, và thứ ba là không khí của chiến khu Việt Bắc. Về không gian, hình ảnh những đường Việt Bắc của ta gợi ra trước mắt chúng ta một không gian rộng lớn. Thêm nữa, từ chỉ sự sở hữu của ta còn cho thấy niềm tự hào của tác giả khi chúng ta đang giữ vững chủ quyền, làm chủ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Về thời gian, phép điệp từ đêm đêm cho ta hình dung về một thời gian dài đằng đẵng của cuộc kháng chiến trường kỳ. Về không khí của chiến khu, ta có thể cảm nhận được qua từ lái rầm rập, qua phép so sánh như là đất rung. Đó là một không khí hào hùng, mạnh mẽ, có thể lay trời chuyển đất. Không khí ấy được đặt trong bối cảnh của không gian rộng lớn, thời gian dằng dặc, càng làm cho sức mạnh được nhân lên gấp bội. Sức mạnh ấy không chỉ ở một con đường, mà là tất cả những con đường Việt Bắc. Không chỉ có ở một thời điểm, mà là kéo dài hết đêm này qua đêm khác. Đó là một sức mạnh mà không gì có thể ngăn cản nổi. Như vậy, đó là nội dung của ý lớn thứ nhất, bức tranh toàn cảnh. Chúng ta sang ý lớn thứ hai, khí thế ra trận. Ở đoạn thơ này, điểm nhìn của tác giả di chuyển từ xa tới gần, từ viễn cảnh sang cận cảnh, để miêu tả khí thế xuất quân của từng bộ phận tác chiến. Có 3 bộ phận tác chiến được đề cập. Thứ nhất đó là hình ảnh những đoàn quân ra trận. Thứ hai là hình ảnh những đoàn dân công ra trận. Và thứ ba là hình ảnh những đoàn xe ra trận. Hình ảnh thứ nhất, những đoàn quân ra trận. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan. Thì ở đây các em chú ý vào từ lại điệp điệp trùng trùng. Điệp điệp là hết lớp này đến lớp khác, trùng trùng là hết tầng nọ đến tầng kia. Nó làm hiện ra trước mắt chúng ta một đội ngũ hành quân vô cùng đông đảo, tầng tầng lớp lớp kéo dài vô tận. Chính cái đội ngũ đông đảo này đã tạo nên cái khí thế rầm rập như là đất rung mà ta đã nói ở trên. Tiếp theo, những đoàn quân là hình ảnh những đoàn dân công ra trận. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Ở đây, đoàn dân công được tác giả khắc họa với 2 đặc điểm. Thứ nhất là số lượng và thứ hai là sức mạnh. Về số lượng, họ rất đông đảo, từng đoàn. Về sức mạnh, hình ảnh bước chân nát đá thể hiện một sức mạnh ghê gớm, có thể vượt lên và khắc chế cả thiên nhiên. Lực lượng thứ ba, hành quân ra trận chính là những đoàn xe. Nghìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Ở đây, các em có thể chú ý đến một hệ thống gồm 3 hình ảnh có tính chất ẩn dụ, đó là đêm, đèn pha bật sáng và ngày mai lên. Thông qua 3 hình ảnh này, tác giả không chỉ miêu tả hiện thực chiến trường Việt Bắc với ánh đèn xe xuyên thủng bóng đêm của núi rừng dày đặc,
mà qua phép so sánh sáng như ngày mai lên, tác giả còn khiến chúng ta nghĩ đến một tầng nghĩa sâu hơn. Phải chăng ánh đèn pha chính là ánh sáng của cách mạng? Nhờ ánh sáng ấy, chúng ta đang từng ngày xua tan bóng đêm nô lệ để tiến về một tương lai hòa bình và hạnh phúc. Cuối cùng, chúng ta bước sang ý lớn thứ ba của đoạn thơ, đó chính là niềm vui chiến thắng. Ở ý lớn này, Kem nắm cho thầy hai ý nhỏ. Ý nhỏ thứ nhất đó là chiến thắng từ khắp mọi nơi, được thể hiện qua cụm từ chỉ không gian rộng lớn trăm miền, cộng với phép liệt kê các địa danh Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên, Đồng Tháp, An Khê, Việt Bắc, Đèo Dê, Núi Hồng. Ý nhỏ thứ hai là chiến thắng ùa về dồn dập, thể hiện qua các cụm từ, vui về, vui lên. Chiến thắng liên tục đến, làm say mê, náo nức lòng người. Trên đây, thầy đã sơ đồ hóa giúp các em những nội dung cơ bản của hai đoạn thơ, một đoạn nói về bức tranh tứ bình và một đoạn nói về khí thế ra trận của quân dân Việt Bắc. Sau đây, chúng ta cùng hệ thống lại một lần nữa các ý lớn. Ở đoạn bức tranh tứ bình, các em cần nắm hai ý là lời ướm hỏi của người về và bức tranh bốn mùa Việt Bắc. Trong bức tranh bốn mùa thì mỗi mùa các em lại chia ra thành hai ý nhỏ, đó là thiên nhiên và con người để tiện phân tích. Ở đoạn khí thế ra trận, các em có thể chia thành 3 ý lớn. Thứ nhất là bức tranh toàn cảnh, thứ hai là khí thế xuất quân và thứ ba là niềm vui chiến thắng. Các em thân mến, như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài Việt Bắc ở đây. Một số đoạn thầy không phân tích, các em có thể tìm xem trong các video bài giảng trước đây của thầy. Tuần tới, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy đoạn trích đất nước, trích trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.